Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm tạo cơ hội đưa sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh khu vực Tây Bắc đến gần với người tiêu dùng, đặc biệt là sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Hội chợ thương mại nông sản vùng Tây Bắc Sơn La năm 2020 được tổ chức tại huyện Mộc Châu với hơn 230 gian hàng tiêu chuẩn của hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Nam Định, Gia Lai, v.v. Trong đó, tỉnh Sơn La có 75 gian hàng tham gia tại hội chợ. Hội chợ thương mại nông sản vùng Tây Bắc Sơn La 2020 là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa kinh tế và chính trị quan trọng nhằm liên kết các tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, tạo sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mang tính liên vùng, đồng thời tăng cường hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư thương mại, du lịch cho tỉnh Sơn La và các tỉnh vùng Tây Bắc, thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển kinh tế với các tỉnh thành trong cả nước và các nước trên thế giới, đặc biệt là nước bạn Lào. Cái hội chợ nông sản ở vùng Tây Bắc là cái hội chợ thường niên của Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức hàng năm. Cái việc mà quảng bá xúc tiến như thế này thì sẽ giúp cho các tỉnh cũng như xác định các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm OCOP. Và đây là một cái điều kiện để cho các tỉnh giới thiệu các sản phẩm OCOP của mình đến với người tiêu dùng trong nước và quảng bá giới thiệu với các khách hàng trong nước và ngoài nước. Được thiên nhiên ưu đãi, tỉnh Sơn La có tiềm năng lớn và phù hợp cho việc sản xuất nông sản. Thời gian qua, sản xuất nông sản ở đây có những chuyển biến mạnh mẽ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Sơn La đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây hàng năm năng suất thấp sang cây trồng ăn quả chất lượng cao. Một số diện tích cây lâu năm không hiệu quả được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả có hiệu quả cao hơn. Diện tích cây công nghiệp lâu năm như cà phê, chè, cao su cơ bản ổn định. Sơn La luôn hướng tới vùng sản xuất nông sản an toàn và do đó tỉnh đã hướng dẫn các hợp tác xã chuyển dần sang hướng hữu cơ, bảo đảm sản phẩm sạch. Đến nay toàn tỉnh có trên 70.200 ha cây ăn quả với sản lượng năm 2019 đạt 250.000 tấn. Một số loại cây có diện tích và sản lượng lớn như là xoài, nhãn, chanh leo, bơ, na, chuối, hồng giòn, cam, bưởi, mận, sơn tra được trồng tập trung tại các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Phù Yên, Mường La để có cơ hội mở rộng thị trường. Ngoài việc tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các yếu tố đầu vào như vật tư, giống cây trồng cho đến quản lý, chăm sóc, bao gói, truy xuất nguồn gốc đều phải đạt chuẩn. Sau đó mới đưa đi giới thiệu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận thị trường. Nông sản Sơn La hiện đã có mặt tại các hệ thống phân phối như là Bixi, Copmark Bixi, Copmark, Habro, Aeon, chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội. Nhãn Sơn La cũng đã xuất khẩu sang các thị trường như là Trung Quốc, Mỹ, Úc. Năm 2019, trị giá nông sản tham gia xuất khẩu của tỉnh Sơn La ước đạt 140,16 triệu đô la Mỹ, tăng 23,45% so với năm 2018. Sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt 3 yêu cầu: được mùa năng suất cao, được giá, giá thu mua ổn định, được thu nhập, tăng chất lượng cuộc sống của người dân. Điều này đã khẳng định chủ trương đúng đắn của tỉnh Sơn La về phát triển vùng nguyên liệu bền vững, gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu. Hội chợ thương mại nông sản vùng Tây Bắc Sơn La cũng là một trong những hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về việc xây dựng và vận hành chuỗi cung ứng tiêu thụ nông lâm thủy sản là giải pháp quan trọng trong việc tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu gắn với quảng bá, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến với tỉnh Sơn La thì với cái hội chợ này thì mình muốn đưa sản phẩm mình ra đây để kết nối và xem thử là cái mức độ mà những sản phẩm cùng loại như thế nào. Sản phẩm mỗi vùng miền nó mỗi khác, mỗi sản phẩm có một cái chất lượng khác nhau và cái độ sản xuất khác nhau. Cho nên là khi tiêu thụ sản phẩm thì doanh nghiệp phải tự tin và phải có những cái ví dụ như là truy xuất nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa phải đảm bảo chất lượng và đặc biệt là mẫu mã phải tốt thì để cạnh tranh được với thị trường. Hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng như nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020. Hội chợ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Sơn La, doanh nghiệp vùng Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung tăng cường giao thương, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản thế mạnh tới người tiêu dùng trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu, góp phần phát triển thị trường tiêu thụ nông sản bền vững. Hội chợ cũng nhằm mục tiêu thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tới tìm hiểu tiềm năng, lợi thế,
các chính sách ưu đãi của Sơn La và các tỉnh thành phố khu vực Tây Bắc để tìm kiếm cơ hội đầu tư, góp phần thúc đẩy thương mại, chuỗi liên kết sản xuất và tiêu dùng. Thực tế như bây giờ như đơn vị là chỉ có xuất đi miền Nam được thôi, cho nên là chị rất mong muốn là sau những các cái cuộc hội chợ đây ấy, cũng có thể là đơn vị đã sẽ kết nối được với những hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa là địa phương vừa là các tỉnh lân cận, với lại cũng có thể là đi ra ngoài nữa. Khi doanh nghiệp mình trực tiếp tham gia hội chợ này thì mình cũng tiếp xúc được trực tiếp với khách hàng và hiểu được cái nhu cầu, cái mong muốn của khách hàng. Và ngoài ra thì mình mong muốn mình là một cái nhà sản xuất, cho nên là mình mong muốn là quảng bá những cái sản phẩm gì tốt nhất của Việt Nam mình, và mong muốn là mọi người sẽ hướng cái việc là sẽ sử dụng cái sản phẩm của Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Mục đích chính của hợp tác xã tham gia hội chợ là muốn quảng bá tới đông đảo các bà con trên khắp mọi miền để biết đến sản phẩm của hợp tác xã và sản phẩm của Sơn La. Hội chợ thương mại nông sản vùng Tây Bắc Sơn La còn là một trong những hoạt động trong chuỗi thúc đẩy mô hình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP nhằm phát triển kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, văn hóa truyền thống, vốn dĩ là những tiềm năng lợi thế của các vùng miền chưa được phát huy. Việc phát triển đề án mỗi xã phường một sản phẩm có một ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Khi triển khai thành công sẽ giúp nâng cao thu nhập, tạo ra nhiều công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí, kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất. Trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, hướng người dân vào kinh tế thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.